Ở đây mình có mấy đồng tiền thời xưa. Mình mở cái sắt này ra thì bên trong nó sẽ có. Chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ xin review lại cho các bạn xem một mẫu đồ chơi nữa mà cũng không kém phần hấp dẫn, mà ở ngoài thị trường hiện tại giờ các bé và các tiệm đồ chơi trẻ em rất là hút hàng về cái sản phẩm này. Thì cái sản phẩm này nó tóm lại thì nó cũng ra lâu rồi các bạn. Nó ra lâu rất là lâu rồi nhưng mà không biết sao tự nhiên bây giờ nó lại nổi lên, nó rất là hút hàng về sản phẩm này các bạn. Thì các bạn với ba mẹ cảm thấy mẫu nào đẹp á thì ba mẹ và các bạn có thể chụp ảnh lại, hoặc có thể là cắt ảnh đi gửi đến những cửa hàng đồ chơi lân cận, mà nếu có thì ba mẹ hoặc các bạn có lấy về bán. Ok. Thì ở đây mình review cho các bạn xem, thứ nhất là về mẫu mã. Mẫu mã và cái thứ hai là về cách hoạt động của nó thôi. À, tại vì cái mình là review việc sản phẩm được cho các bạn biết về cái mẫu mã nó, để chi để cho thuận tiện cho các bạn xem được mẫu mã, màu sắc khi các bạn không có thời gian trực tiếp đến cửa hàng đồ chơi, hoặc là ba mẹ không có thời gian trực tiếp đến những cái shop mà đồ chơi á, thì mình có thể xem những video này trực tiếp để mình có thể hình dung qua được mẫu mã và cách chơi của nó. Nếu như cảm thấy sản phẩm hay á thì ba mẹ có thể mua gì cho con em chúng ta chơi đẹp á, thì mua em chúng ta dùng. Ok. Thì cái sản phẩm này tức các bạn, khi các bạn mua về thì nằm trong một cái hộp nha các bạn. Nằm trong một cái hộp như thế này nè. Đây. Nó nằm vô trong một cái hộp như gì nè các bạn. Nằm trong cái hộp. Thì các bạn tháo cái hộp ra nha. Các bạn tháo hộp ra thì lấy cách sắt ra. Thì sản phẩm nó có 3 màu, màu hồng, màu đỏ và màu xanh lá cây nha. Ý màu xanh nước biển nha các bạn. Thì khi các bạn mua về thì các bạn tháo hộp ra thì các bạn phải lắp pin. Ở dưới này sử dụng 3 viên pin nha các bạn. 3 viên pin. Đây, mình đã lắp rồi, mình đã tiết kiệm thời gian cho các bạn xem thì mình đã lắp rồi. Đây là xe pin này các bạn. Pin này ở tạp hóa cửa hàng nào cũng có bán. Thì các bạn có thể đi ra những cửa hàng, những tạp hóa lân cận đó, mình có thể mua những cái pin này về mà lắp cho con em ta chơi. Đó, sau khi các bạn lắp pin vào, lắp pin xong đó, thì các bạn gài nắp lại nha. Thì các bạn phải siết ốc lại. Các bạn phải dặn ốc lại nha. Các bạn ốc lại. Rồi, ok. Để mình test, mình kiểm tra coi thử sản phẩm này nó dùng được chưa nhé. Rồi các bạn. Rồi, cái sản phẩm này ok. Sản phẩm này xài được. Có pin này nha các bạn. Khi các bạn bấm pin thì cái dạng như này nó có một cái dạng bàn phím nè. Bàn phím này là dùng để mật khẩu các bạn. Để mật khẩu, ví dụ như khi con em chúng ta chơi mà bỏ tiền vô đây rồi thì dưới này nó có một cái bàn phím. Chúng ta bấm đúng mật khẩu nó thì cái cửa này mới mở được nha các bạn. Đây mình cho các bạn xem hình dung về sơ nét về cái sản phẩm của nó. Rồi mình sẽ đi sâu vào cái chi tiết hoạt động của nó cho các bạn xem nha. Đây, nó ngoài sau nó không có gì, nó chỉ là màu đỏ thôi các bạn. Không có gì hết trơn. Nó ở trên này thì nó có một khe. Cái khe để làm gì các bạn? Khe này là để mình bỏ cái đồng tiền xu các bạn. Lấy đồng tiền xu để mình bỏ vào đây nè. Đó. Còn ở dưới này thì lắp pin thôi các bạn. Lắp pin thôi. Đằng trước thì nó có một cái hình. Có thể là hình con Agibus, hoặc là hình con Mekuti, hoặc là hình con Doraemon. Đó thì ba mẹ muốn mua cho con em chúng ta chơi thì phải lựa mà lựa mẫu nào đẹp á, con em chúng ta thích á thì mình lấy về mình mua cho con em ta chơi. Thì cái sản phẩm đằng trước này á thì đó là một bảng biển số, ở đây là một cái phát cửa bình thường như thế này thì các bạn không thể nào vẽ được nha các bạn, không vẽ được. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta chưa có mật khẩu. Rồi thì cách chơi của cái sản phẩm, cách xếp này là như thế nào, cách chơi cái sản phẩm này nè các bạn. Thì các bạn bỏ tiền vô cái này nè. Nếu như mà những bạn lớn á, ba mẹ có thể cho con em chúng ta đi học á, thì mình bỏ tiền vào đây cho con em chúng ta 1.000-2.000 thôi để tiết kiệm tiền, để mình bỏ vào đây đó. Thì cái sản phẩm này bỏ tiền cách nào đây các bạn? Ở đây mình có mấy đồng tiền thời xưa, mình muốn giữ lại để sau này cho con em mình biết được cái đồng tiền của ngân hàng nhà nước Việt Nam mà thời xa xưa của mình á, là cái đồng tiền như thế nào á. Ở đây mình có giữ lại ít tờ, sẵn cái video này ở đây mình sẵn review và một để mình làm kỷ niệm những cái đồng tiền này luôn đó, để sau này cho con em chúng ta biết. Đây là tờ năm đồng ngày xưa nhé. Thì các bạn cứ đút vô khẽ này thôi, tí rồi nó nuốt vô, các bạn nuốt vô cái đèn như này chớp nha. Đó, đây là tờ 5 hào, đây các bạn cứ bỏ vô đây, nó giống như cái máy ATM vậy đó các bạn. Các bạn bỏ thẻ ATM vô là tự động sẽ nuốt vô đó. Rồi các bạn cứ bỏ vô, tờ này tờ 1 đồng nè, thì ngày xưa nha. Đây các bạn, đây là tờ 2 đồng ngày xưa. Rồi hết rồi, mình được có mấy tờ ngày xưa vậy thôi.
Còn bây giờ thời này thì cái tờ này chắc cũng hiếm rồi, nhưng mà mình muốn giữ lại để sau này cho con mình lớn á, con em mình lớn để có thể xem lại những cái tờ tiền mà ngày trước của Việt Nam mình á, cho các em biết. Đó, chúng ta cứ đút vào thôi, đút vào thì nó cứ vô trong đó thôi các bạn. Nếu như mà ba mẹ hay mua con em về mà không có tiền thì chúng thể mình lấy một tờ vé số nè, hoặc là cái giấy trắng á, mình có thể cắt ra thành những cái tờ vuông vuông như thế này nè, bằng kích thước này thôi là mình bỏ cho nó vẫn ăn bình thường các bạn, nó vẫn ăn đó, thì sẽ thuận tiện cho con em chúng ta chơi hơn. Rồi các bạn, đó là quá trình mà để cho cái sách của mình lấy tiền vào trong trong. Thì cái cách để lấy tiền ra ngoài á, thì chúng ta phải có một mật khẩu. Thì thường á, cái mật khẩu của cái sản phẩm này là 4 số 0 các bạn. Nhưng mà theo mình, theo cá nhân mình là 4 số 0, nhưng mà các bạn bấm số này á, bình thường là nó không ra được đâu. Đó, bấm không bao giờ ra được. Nhưng mà các bạn đè 4 số 0, các bạn nhấp liên tục. Đó, bấm số 7 nó không mở cửa được. Các bạn phải bấm 4 số 0 liên tục. Đó, mở cửa ra đó các bạn. Thì các bạn mở cái sắt này ra. Thì bên trong nó sẽ có tiền. Và bên trong nó có một công tắc nữa các bạn. Công tắc để làm gì? Khi chúng ta gạt qua bên này á, đây, mình ví dụ đây. Khi chúng ta gạt qua bên này á thì cái sản phẩm nó sẽ không còn kêu tiếng nhạc nữa, mà nó nói bằng tiếng Anh các bạn. Đó. Nhưng mà mình sẽ mở cái cách sắt mà nó khó hơn. Ví dụ như con số 0 là mình bấm 4 cái thì nó sẽ ra. Nhưng mà cái này thì mình phải bấm liên tục nhiều, con số 0 là nhiều lần thì cái cách sắt mới mở được các bạn. Đây mình bấm nè, ví dụ bấm số khác nè, không mở được. Nhưng mà mình bấm liên tục con số 0 nè, 1, 2. Mình đè con số 0 liên tục luôn các bạn. Đó, thì nó sẽ mở các bạn. Rồi, ok. Thì các bạn sẽ mở ra thôi. Khi mở ra thì bên trong sẽ reo. Rồi, chúng ta có, nè, bên đây có để là Sun nè. Đó các bạn. Rồi các bạn cứ gài lại thôi. Rồi các bạn cứ chơi tiếp. Rồi cứ đút tiền vô. Khi mở thì đèn số 4 số 0 thôi. 1, 2, 3, 4. 4 cái là sẽ mở. Rồi, các bạn lấy tiền ra. Đó, các bạn lấy tiền ra. Sau này lấy tiền đó là gì? Rồi. Đó là những cái cách hoạt động của cái cách xét này. Thì mình muốn review lại cho các bạn xem cụ thể hơn, để cho các bạn có thể chọn được sản phẩm. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video này nha. Nếu cảm thấy video này hay thì hãy xin like và subscribe cho mình một cái. Cảm ơn các bạn rất nhiều.